Vy rất cảm ơn quý vị vẫn giữ máy và tiếp tục theo dõi chương trình Đẹp The Beauty Show của đài truyền hình Việt Hải Ngoại VHN TV. Trở lại cùng với chương trình sẽ là những câu hỏi của vị khán giả nãy giờ đã gửi vào cho đài. Đầu tiên là vị khán giả ở San Jose, chị Hạnh nói rằng: Xin chào chị Trà My và Hồng Tứ. Cọ thì rất có nhiều loại, có rất nhiều loại khác nhau dùng để trang điểm mỗi vùng khác nhau trên khuôn mặt. Có loại thì lông cứng hơn. Vậy cách vệ sinh cọ cho từng loại khác nhau thì có khác biệt gì hay không? Cảm ơn chị Trà My và Hồng Tứ đã mang đến chương trình hay hàng tuần cho khán giả. Cảm ơn chị Hạnh. Dạ thưa chị Hạnh ở San Jose, thật sự mà mình clean cọ thì sự cọ nào nó cũng giống nhau hết. Nhưng cái quan trọng là mình phải clean cho nó đúng cách. Tại vì nếu mà mình nhúng cái cây cọ, ví dụ như bây giờ mình cây cọ lớn gì mà mình nhúng hết luôn vào trong cái nước rửa cọ đó thì những cái lông này nó rất là dễ bị rớt ra. Yeah. Và khi cái lông nó rớt ra rồi thì mình không có xài lâu được cái cọ này và mình phải thay cọ mới. Cho nên khi mình nhúng cọ, mình rửa cọ, mình chỉ rửa cái đầu cọ thôi và mình nhúng nhẹ thôi và mình dùng cái chi sừng mình lắc qua lắc lại cho nó sạch cọ, chứ mình không bao giờ mình nhúng hết cái cọ vào trong. Yeah. Và cây cọ tốt hay xấu là do cái lông cọ mà nó mềm bao nhiêu á thì cây cọ nó càng tốt bao nhiêu. Tại vì nó có những cái dạng là lông bằng lông nhân tạo, nhưng có những cái loại cọ rất là đặc biệt là làm bằng lông thú, cho nên rất là mềm và đánh lên cái da mình nó không có bị đau. Yeah. Cho nên, và nó ăn make up rất là lẹ. Mình đánh lên chỗ nào là cái màu son hoặc là cái màu eyeshadow, cái màu mắt mình nó dính vào trong cái da mình chỗ đó. Nhưng có những cái cọ mình đánh hoài mà sao cái màu nó điền nơi mà cọ nó điền nẻo gì nó đó. Không có đều màu, nó không có đều gì? Nó không có dính vào trong cái da của mình. Yeah. Cho nên để chọn cái cọ tốt nó cũng dễ thôi, là quan trọng là mình phải chọn sao cái cọ nó mềm, cái lông mềm mình đánh về không có bị cái đau cái da của mình. Cái thứ hai là khi mình dùng cái cọ là mình phải dùng rất là cẩn thận khi mình rửa hay là vệ sinh cái cọ. Dạ. Và tiếp theo đó là chị Khanh ở Atlanta. Chị Khanh nói rằng: Trước tiên xin gửi lời thăm sức khỏe đến chị Trà My và Hồng Tứ. Mỗi tuần em đều theo dõi chương trình Đẹp The Beauty Show. Em rất yêu thích chương trình này vì chương trình luôn mang đến nhiều điều hay và bổ ích cho khán giả. Không biết là cách bao lâu thì mình nên vệ sinh cọ một lần là tốt nhất? Đó là chị Khanh ở Atlanta. Dạ thưa chị Khanh, như mình nói là mình rửa cọ không nhất thiết là mình phải rửa mỗi ngày. Nhưng quan trọng là cái cọ mình sử dụng cho bao nhiêu người. Nếu mà mình dùng cho người khác nữa thì mỗi lần mình dùng cho người khác là mình phải rửa cọ liền. Còn nếu mà mình chỉ sử dụng cho bản thân mình không á thì mình không cần phải rửa cọ mỗi ngày, mà mỗi 2 hoặc 3 tuần mình rửa một lần. Ví dụ mỗi lần mình làm xong là mình phải dùng cái chi sừng mình chùi đi những cái phấn ra, rồi sau đó mình bỏ trong một cái bịch ni lông hoặc là mình bỏ trong cái hộp mình có đậy nắp lại. Có một cái là mình biết là có những người ta hay dùng cái bao da đó, cái bao da mình bỏ cái cọ vô á, cái bao da có tốt hay không á thì cũng chưa chắc. Nếu mà mình để ngoài xe hay là nóng á, những cái bao da nó sẽ bị nóng, nó chảy khi nhựa ra và cái cọ nó bị dính luôn ở trong cái bao da, cái đó nó cũng không có tốt. Nhưng mà khi mình dùng bao da thì mình phải biết cất cái bao da, những cái vệ sinh như chỗ nào, và trên cái chỗ mà bao da cũng phải mình clean sạch sẽ luôn, chứ mình bỏ trong đó nhưng mà cái bao da mình nó dơ. Yeah. Nó dơ thì nó cũng không có tốt cho cây cọ của mình. Yeah. Và tiếp theo thì có chị Tuyết ở Seattle nói rằng: Em có người bạn thường rửa cọ bằng hỗn hợp tự nước pha tại tự chế tại nhà, không biết làm như vậy có tốt hay không? Mình không biết là cái hỗn hợp đó mà mình tự pha thì đương nhiên mỗi người có một cái kiểu, một cái cách khác nhau. Ví dụ như có những người rửa mặt, người ta không cần phải đi mua người ta không cần phải đi mua những cái cleansing ở phía bên ngoài, mà người ta có thể tự pha chế bằng những cái hóa chất khác nhau. Người ta có thể dùng chanh hoặc là người ta có thể dùng những cái nước muối người ta sát trùng để người ta làm cách những cái tự pha chế dùng những cái hóa chất riêng cho mình. Đối với cái nước rửa cọ thì mình không biết là cái hóa chất người ta pha như thế nào, nhưng mình nghĩ là nếu mà mình đi mua nước rửa cọ thì nó cũng không có mắc lắm. Cái cost nó từ 10 đồng cho tới 20 đồng một cái bình, và một cái bình đó mình có thể xài vài năm chứ không phải là mình xài một lần là mình đổ. Và chị thấy là khi mình rửa cọ mình chỉ cần đổ vào một cái chung, một chút xíu như cái chung thôi, và mình rửa rồi xong mình lấy nắp mình đậy lại thì cái nước này mình có thể giữ cho vài tháng sau mình mới đổ. Yeah. Chứ mình không có đổ liền thì không biết là cái đó là do mỗi người. Nếu mình tiết kiệm tiền thì mình có thể mình pha chế, nhưng mà chị nghĩ pha chế nó sẽ tốn tiền nhiều hơn. Hoặc là nếu mà mình sử dụng mà không đúng cách á, thì cái cọ mình hư mình đi mua lại cọ khác nó cũng sẽ mắc hơn. Dạ, thì tốt hơn hết là nên mua cái nước rửa cọ ngoài.
Và tiếp theo là chị Mai ở California nói rằng em thường tự rửa cỏ tại nhà bằng xà bông rửa tay. Không biết là như vậy có ảnh hưởng đến lông của cây cỏ không? Cảm ơn chị Trà My cùng Hồng Tứ đã trả lời câu hỏi trên. Dạ, cảm ơn chị Mai, câu hỏi rất là hay, là tại vì cái đó My cũng muốn nhắc là mình không bao giờ mình dùng cái xà bông rửa mặt mà để cho mình rửa xà bông rửa mặt hay xà bông rửa tay chăng nữa để rửa cỏ hết. Cái chất xà bông nó có thể làm hư cái đầu cỏ của mình. Cho nên nước rửa cỏ là một cái dạng axit loãng và chỉ cần nhúng nhẹ và nó đã chỉ cần rớt những cái make up nó ra thôi, chứ không có thể nào mà dùng với chất xà bông hay là nước lạnh. Những cái đó nó sẽ làm dễ hư cái đầu cỏ, và khi cái đầu cỏ nó đã hư rồi thì mình không có thể sử dụng lại được nữa. Dạ. Yeah. Thì mình không nên sử dụng những cái xà bông không, đó hả chị hả? Không nên. Chỉ là chỉ only nước rửa cỏ thôi. Dạ, chỉ có luôn nước đặc biệt nước rửa cỏ thôi. Và tiếp theo đó là chị Thủy ở Texas nói rằng cho gửi lời hỏi thăm đến chị Trà My và Hồng Tứ. Sau khi nặng mụn đầu đen ở phía lên cánh mũi thì mình nên dùng những loại sản phẩm nào để cho lỗ chân lông khít lại? Và không biết rằng nên làm cách nào để cho lỗ chân lông trên da mặt nhỏ lại? Mong chị Trà My cho em biết thêm chi tiết. Cảm ơn chị rất nhiều. Đó là chị Thủy. À, dạ thưa chị Thủy, nếu mà khi mà chị nặng mụn xong, đương nhiên như nói là mỗi lần mình rửa mặt xong, nhớ mình nặng mụn không bao giờ mình để cái make up ở trên mặt mà mình nặng mụn, mình phải rửa mặt cho thiệt sạch. Khi mình rửa mặt sạch rồi bằng nước ấm rồi thì cái lỗ chân lông mình nó sẽ, cái da mình nó mềm, cái lỗ chân lông nó sẽ open, thì lúc đó mình sẽ dùng hai cái giấy tissue và mình quấn vào trên cái ngón tay của mình quấn nhẹ hai cái giấy tissue vào trên ngón tay. Và mình chỉ cần mình để cái tay nhẹ, bắt đầu mình nặng mụn. Mà khi mình nặng mụn này thì nhớ mình không có nhấn sâu vào dưới cái muscle, cái da mà mình phải đi đường ngang. Yeah. Mình đẩy ngang để cho cái mụn nó đi ra ngoài thôi. Và mình nặng xong thì đương nhiên có những cái là nặng là phải ra khỏi mụn, chứ đừng có nặng mà nó còn cái cục mụn ở trong đó thì nó sẽ làm cho mình bị sưng đỏ. Cho nên coi như mình khi mình nặng là mình phải biết là cái mụn đó nó đã có mủ hay không, hay nó sưng đỏ. Mụn mà nó đang nụt có đỏ hay là nó có mủ thì không bao giờ được đụng vô, mình chỉ mặn những cái mụn đầu đen hoặc là mụn đầu trắng thôi. Yeah. Khi mình nặng ra rồi thì mình dùng nước toner. Toner là một cái loại nước để đóng lỗ chân lông. Mình dùng toner mình chậm nhẹ lên, hoặc là có thể mình đắp cái nước tissue, mình dùng một cục bông gòn, mình ngắm cái tissue và mình để ỉnh cái toner, ỉnh cái cục bông gòn lên trên cánh mũi để nó vài ba phút để chất toner nó thấm vào trên cái đầu mũi. Rồi sau đó mình dùng chất moisturizer để mà mình dưỡng ấm lại. Đương nhiên khi mà ai mà có lỗ chân lông lớn rồi thì để mà làm cho da mà lỗ chân lông khít lại thì đó là một cái quá trình, một cái thời gian dài để mình chăm sóc, để mình trở lại cái thời mình chăm sóc cái da lại, thì không phải là một ngày một giờ hoặc là một tháng là cái da hết, mà mình phải cần có thời gian. Mà tại da mình thì nó sẽ thay đổi, mỗi 28 ngày thay đổi. Cho nên mình phải chăm sóc thường xuyên hơn, có nghĩa là mình dùng những cái moisturizer, mình kem dưỡng da, thì da nó sẽ từ từ nó khít lỗ chân lông lại. Hoặc là nếu mà ai mà lỡ có những cái lỗ chân lông mà nó lớn quá, nó to quá đó, thì lúc đó mình có thể đi mài da. Thì mài da là một trong những cái để làm cho cái lỗ chân lông nó sẽ xê khít lại, nhỏ lại, mà nó nhanh nhất, hiệu quả nhất. Dạ. Vậy thì không biết, ví dụ như mà có ở ngoài thị trường bây giờ có bán những cái loại mà để cho nhỏ lỗ chân lông, hoặc là những cái mặt nạ để đắp, thì không biết những cái đó nó có tốt không hả chị ha? À, cũng có thể dùng mặt nạ, nhưng cái loại mặt nạ đó gọi là balancing. Balancing là làm cân bằng cái da trở lại. Nhưng mà có những cái mặt nạ mà gọi mà là mà để hút cái chất dầu ra, hoặc là mặt nạ mà để lấy mụn, thì cái đó không nên sử dụng. Tại vì những cái mặt nạ đó nó có thể làm lấy ra những cái mụn ở trong, mụn cám trong cái bề mặt da. Thì những cái đó nó sẽ có thể làm cho da mình nó càng ngày lỗ chân lông nó lớn hơn. Tại vì nó giống như cái thói quen, nếu mình cứ lấy mụn ra hoài vậy rồi thì cái lỗ chân lông nó càng ngày nó sẽ càng lớn hơn. Cho nên cái quan trọng là khi mình lấy ra rồi thì mình nên bỏ cái toner là một cách tốt nhất, và dùng những cái kem dưỡng da bình thường mà mình sử dụng là được rồi. Tại vì không có một cái loại mà kem dưỡng da nào mà nó khít lỗ chân lông hết, mà nó chỉ làm cho cái lỗ chân lông tạm thời đóng lại. Và mình phải thường xuyên sử dụng nhiều thì những cái tế bào da mới nó sẽ xuất hiện mỗi ngày, nó sẽ xuất hiện và đẩy những cái tế bào da cũ nó đi. Thì cái đó là một cái cách mà để làm cho da nó khít lỗ chân lông trở ngược lại. Còn mà hóa chất mà để làm khít lỗ chân lông thì chị chưa có thấy. Yeah. Mà chỉ có những cái mask mà làm cho cái da nó tone lại thôi, nó tone cái skin, nó balance cái skin lại thôi. Và một cái mà nhanh nhất mà để lấy những cái lớp da chết, những cái bề mặt da mà lỗ chân lông lớn nó ra, thì chỉ có cách mài da làm cách nhanh nhất. Dạ. Và tiếp theo đó là chị Tuấn ở San Jose nói rằng mỗi lần xài bông phấn xong thì mình bỏ đi hoặc là giữ lại xài tiếp cho lần sau, không biết là mình nên mua bông phấn đó ở đâu?
À, dạ thưa chị, những cái bông phấn, những cái spon, như mới nói những cái bông phấn, những cái spon chị có thể kiếm được ở những cái tiệm make up store hoặc là beauty supply thì nó đều có bán một cái pack rất là nhiều, hoặc là chị có thể mua ở 99 cent nó cũng có, hoặc là những cái chỗ mà food truck thì nó những cái Rite Aid, những cái tiệm pharmacist thì nó vẫn có những cái bịch, nó bán những cái pack và những cái spon, những cái buff để dùng cho đánh powder hay là dùng foundation đều có hết. Và mỗi lần chị xài nó không có mắc tiền lắm, và mỗi lần chị xài để chị quăng đi. Đương nhiên khi mà mình nhìn một cái hộp make up mà phấn mình xài hết rồi nhưng cái cục spon ở trong cái make up nó còn mới, có nghĩa là mình đã biết cách sử dụng make up. Còn nếu mà mình nhìn cái hộp make up còn mới mà cái cục spon nó đang thui thì có nghĩa là cái người đó không biết cách sử dụng make up. Dạ, vậy là không có nên giữ và lại. Và khi mà chị nhìn như vậy thì chị biết là cái da người này không bao giờ mà đẹp được hết. Tại vì một cái người da đẹp là phải biết cách chăm sóc, giữ gìn, vệ sinh cái da mình. Còn nếu mà nói da mà đẹp mà không biết cách vệ sinh thì có nghĩa là không đúng. Thì chị nhìn những cái đồ make up người ta xài, chị có thể nói được cái da người đó tốt hay là xấu. Dạ. Và tiếp theo đó là chị Hiền ở Iowa nói rằng: chào chị Trà My, hôm nay chị Trà My có chiếc váy xanh thật là đẹp. Em rất thích style của chị Trà My mỗi khi lên chương trình. Từ chương trình của chị, em đã học hỏi được rất nhiều cách ăn mặc, trang phục để làm đẹp cho bản thân. Và em có câu hỏi như thế này: sau khi rửa cọ thì nên phơi khô bằng cách nào để đầu cọ không bị hư? Cảm ơn chị Trà My và chúc chị Trà My cùng Hồng Tứ luôn mạnh khỏe và tiếp tục mang đến nhiều chương trình hay cho khán giả xem đài. À, dạ thưa chị Hiền, những cái cọ mà sau khi mình rửa xong đó là mình không cần phải sấy, không cần phải khơi khô gì hết, thì mình chỉ cần để phía bên ngoài cho fresh air, có nghĩa mình để tự nhiên. Ví dụ mình rửa xong mình để mấy tiếng hồ overnight qua một đêm là tự động những cái đầu cọ nó sẽ khô, và lúc đó mình lấy những cái cọ này mình bỏ vào trong cái hộp mà một cái hộp mà có nắp đậy, hoặc là mình có thể bỏ vào trong một cái bịch ni lông. Thì chị có thể lấy dùng cái bịch ni lông này, mình bỏ cọ vào và mình đẩy cái bịch ni lông này lại. Thì nếu mà mình xài cái bịch ni lông một thời gian mà nó dơ thì mình đổi cái bịch ni lông khác. Tại mình biết bịch ni lông mình kiếm rất là dễ và nó có ziplock, chị có thể bỏ cọ trong những cái ziplock. Nhưng mà trước khi mình bỏ trong ziplock thì mình phải để cho nó phơi khô cái đầu cọ trước, rồi mình để trong cái ziplock mình zip nó lại. Rồi mình xài thời gian, nếu mà cái ziplock của mình nó dơ rồi á thì mình cứ bỏ cái bịch ziplock đó đi, mình bỏ cái cọ khác vô. Thì cái đó là cái tốt nhất, là mình hơn là những cái bao da đựng cọ. Cái bao da đựng cọ nhìn nó rất là đẹp nhưng nó không có vệ sinh bằng cái ziplock. Dạ. Yeah. Vậy thì nên bỏ những trong những cái container giống như những vậy. Những cái container, container thì phải có cái nắp đậy, hoặc là nếu mà trong bịch ni lông thì phải có cái zip lại. Dạ. Yeah. Và tiếp theo đó là chị Phượng ở California nói rằng: cảm ơn đài VSN TV đã có nhiều chương trình hay dành cho chị em phụ nữ. Phụ nữ chúng ta tới một tuổi nào đó thì không còn như lúc trẻ. Vậy mong chị Trà My có thể hướng dẫn cách massage khuôn mặt để cho khuôn mặt săn chắc và thon gọn để giữ được nét thanh xuân mà không cần phải qua plastic surgery. Và cảm ơn tất cả mọi người rất nhiều. Đó là chị Phượng ở California. À, dạ thưa chị Phượng, đúng vậy, khi mà mình tuổi mình càng lớn đi thì thời gian mình càng lớn đi thì cái da mình nó sẽ càng đi xuống dốc, mà đặc biệt khi mình trên 30 thì cái da nó xuống rất là lẹ. Nhưng không có nghĩa là khi mình già là tự nhiên mình xấu đi. Nhưng nếu mà mình biết cách chăm sóc ở một cái, giống như mình biết maintenance, giữ mỗi ngày mình chăm sóc mà đều đặn thì cái da mình nó vẫn sẽ như vậy, hoặc là nó xuống chút xíu thôi, nó không có xuống nhiều quá. Về cái cách massage thì mình biết cái massage nó thực sự nó không có khó, nhưng mình làm sao mà mình làm những cái movement, mình đã massage những cái muscle làm sao mà thường xuyên. Mỗi lần mà chị rửa mặt xong, ví dụ như khi mình bỏ những cái chất kem dưỡng da lên rồi á, mình dùng nước ấm mình rửa sạch rồi thì mình phải massage. Mình phải massage những cái động tác xoay tròn hoặc là những động tác căng da ra. Và nhớ những cái movement, những cái động tác của mình lúc nào phải úp, có nghĩa là đi lên, đẩy cái muscle mình đi lên. Và mình out, có nghĩa là những cái muscle nó phải đi ra, chứ không bao giờ mà đẩy vô hoặc là kéo cái da mình xuống. Cho như mình dỗ nè, mình tát nè, mình ngắt nhéo nè, những cái động tác đó lúc nào cũng phải circle và tán cái da mình ra và đưa cái da mình nó đi lên. Thì cái đó là một trong những cái nguyên tắc khi mình làm massage. Và nhớ cái massage khi mình rửa mặt, mình ngủ dậy mình phải rửa mặt và mình massage. Khi mình bỏ moisturizer, mình dưỡng da, kem dưỡng da lên, mình phải massage. Và tối trước khi mình ngủ, mình rửa mặt, mình cũng phải massage. Và at least một ngày phải có 2 lần mình massage. Mà khi nào mình feel được á, mình cảm giác cái da mình bắt đầu nó nóng lên, mà nó flexible, có nghĩa là nó uyển chuyển, nó nhẹ nhàng, nó mềm á, thì lúc đó là cái da mình đã đẹp rồi đó. Còn nếu mà cái da mình là căng cứng đi, có nghĩa là mình cần phải mua cái massage. Và thường mỗi lần massage như vậy là thường bao nhiêu phút hả chị hả? Ít nhất là phải 5 phút. Ví dụ như ai mà tệ lắm cũng phải là 3 phút, nhưng mà ít nhất phải 5 phút. Có nghĩa là
hôm nào bây giờ mà chị không mà sao là mình chẳng thiếu cái gì đó, cái người mình nó khó chịu, nó ngứa ngáy lắm. Cho nên là mình phải có mà xa, thì mình xa cái mình cười hay mình làm gì mình cũng cảm thấy rất là thoải mái. Dạ. Và kính thưa quý vị, bây giờ thì chương trình xin tạm ngưng giây lát cho phần thông tin thương mại. Xin quý vị vẫn giữ máy và tiếp tục theo chương trình sau ít phút nữa.